Alo, và chúng ta đến với những trận đấu tiếp theo trong vòng 1/16 của giải đấu Hà Nội Open thể thức solo cùng với Cian. Vâng, đây là vòng 1/16 rồi và đối thủ tiếp theo của game thủ nr 1 đó chính là game thủ Tiễn Như Vũ, một game thủ ngày hôm qua đã để vâng có lẽ rằng các bạn xem khi đối đầu Tiễn Như Vũ đối đầu với Chim Sẻ thì các bạn cũng sẽ không thể nào mà biết được chính xác rằng trình độ của Tiễn Như Vũ hiện đang ở đâu. Và có lẽ rằng khi xem vòng cuộc đối đầu này giữa game thủ nr 1 và Tiễn Như Vũ thì các bạn có thể hiểu rõ hơn, bởi vì gặp Chim Sẻ thì cảm giác là ông này yếu quá. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ai cũng như vậy thôi, khi mà phong độ của Sẻ đang là rất cao. Vâng, chẳng nói gì, Tiễn Như Vũ chính đến một con hàng vô cùng cứng như Nhãn Tử mà còn sấp mặt 3-0 trắng. Thì các bạn cũng đã đủ hiểu được phong độ của Chim Sẻ ở khoảng thời gian này nó là như thế nào rồi. Vâng, ở trong vòng Sẻ đánh thể hai thể thức cung R trong vòng bảng thì ông đánh theo kiểu là chưa đánh đối phương đã tự quit, vâng, tự chết. Hôm vừa ra làm giải có game thủ còn bảo anh cứ ghi sẵn tỷ số là 2-0 cho Sẻ đi và em sẽ đánh nốt trận cuối gọi là thủ tục thôi. Vâng, đánh rất nhanh. Vâng, trên giấy tờ thì là toàn 3-0 trắng nhưng thực tế là chỉ đánh có vâng đánh với mỗi game thủ chỉ đánh 1-2 trận thôi, đối phương sợ quá tự quit. Quay trở lại với trận đấu này. Vâng, như vậy là nr 1 sẽ gặp đối thủ Tiễn Như Vũ trong một thế trận mà bài của Tiễn mà bài của nr 1 đang là khá đẹp. Vâng, Sẻ thì chưa đánh với Meo Meo
Nhưng mà tôi đoán rằng cái kết quả 3-0 là một kết quả đã được dự đoán trước rồi. Mèo không phải là một tay cung cứng. Từ xưa đến nay thì Mèo Mèo luôn không được đánh giá cao ở trong thể loại đánh cung đờ. Ở trong những giải đấu mang tính cá nhân thì Mèo luôn luôn không được đánh giá cao. Và nhất là trong thể loại cung đờ này thì có lẽ rằng Mèo đến với việc giao lưu học hỏi cọ sát là chính rồi. Và thi xong xuôi thì có lẽ rằng Mèo Mèo lại về. Thì tôi không nghĩ rằng Mèo Mèo sẽ có cơ hội có được giải ở trong giải đấu cung đờ như thế này. Nhất là khi có cả sự góp mặt của các cầu thủ bên phía FA Trung Quốc. Quay trở lại với trận đấu giữa cầu thủ N1 và Tiễn Như Vũ thì bây giờ N1 đã nhìn thấy nhà của Tiễn Như Vũ rồi. Các bạn có thể thấy chấm đỏ ở trên bản đồ con. Một bài mà N1 đang khá đẹp với nhiều cánh rừng. Vâng, bây giờ vào cái giải đấu lần này thì nó lại có một cái trường hợp là sợ quá tự nhận thua, tự bỏ giải. Rất buồn cười. N1 là người lên đời sớm hơn khoảng, thực sự đó là N1 là người lên đời muộn hơn khoảng độ gần 10 giây trong game. Không phải quá nhiều. Điểm số N1 vẫn đang cao hơn, có lẽ là chỉ số dân. 4A dành cho cầu thủ N1. Vâng, tấn công đầu tiên. Như vậy là nhà của Tiểu Vũ, thực sự là Tiểu Như Vũ rất gần với nhà của cầu thủ N1 thôi. Vâng, bây giờ sẽ là tình huống điều đờ. 4 cung không, như vậy là 5 cung đờ dành cho Tiểu Như, vâng, Tiễn Như Vũ. 38/44, tấn công thứ hai của N1 cũng sẽ bắt đầu xuất ra. N1 sẽ cần phải tăng cái A thứ 5 của mình thật nhanh. Bởi vì đấu cung đờ gì nó khác với đấu cung đờ sen. Vâng, 5 cung đờ đầu với 4 cung đờ là cả một sự khác biệt. Và bây giờ thì Tiễn Như Vũ đang đẩy quân lên. N1 đang phải tách cung đờ làm hai bên để có thể đỡ nha. Hoàn toàn có thể ốp thẳng A dành cho cầu thủ Tiễn Như Vũ ở trong tình huống này. N1 quyết định nâng trận gỗ 2. Tiếp tục một cung đờ nó nằm xuống. Và bây giờ sẽ là thời cơ để cho Tiễn Như Vũ có thể ốp A được nhà cầu thủ N1. N1 rất khó để có thể đỡ trong tần này. Khi số lượng cung đờ của đội bạn là ngồi xuống đông hơn hẳn. Khó rồi. Thế trận của N1 là một thế trận rất khoai. Vâng, tiếp tục một tần cung đờ nữa ngồi lên và N1 gõ 1. Tỷ số là 1-0 dành cho Tiễn Như Vũ trong cuộc đối đầu này. Chúng ta cùng nhau chờ đợi 1 phút để đến với trận đấu thứ hai thôi. Bị ốp A là chết rồi.